Sáng ngày 27 tháng 11, một lãnh đạo công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba mẹ con quê ở Khánh Hòa đi xe máy chết tại chỗ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu chiều ngày 26 tháng 11. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, cơ quan điều tra chưa thực hiện thủ tục tố tụng nào liên quan. Sáng cùng ngày, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên cũng có văn bản báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về vụ tai nạn giao thông. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã làm việc với Trần Hữu Dương, 35 tuổi, ngụ xã Ianan, -an, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn trên. Tại cơ quan chức năng, Dương khai, trước đó xe dừng ăn cơm ở quán đề gần nơi xảy ra tai nạn. Khi xe chạy khoảng 100m về hướng bắc nam, phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn, tài xế dừng xe đột ngột để lùi lại lấy điện thoại, do không phát hiện xe máy ở phía sau nên xe tải lùi trúng khiến ba người trên xe tử vong. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, mà túy với tài xế Dương và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Riêng chiếc xe tải gây tai nạn có đầy đủ giấy tờ còn hạn kiểm định. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là xe tải lùi không đúng quy định quy định là lùi xe phải có quan sát kỹ lưỡng, có người hướng dẫn. Gia đình nạn nhân cho biết, ngày 26 tháng 11, ca chở mẹ và em gái từ Khánh Hòa ra Bình Định thăm anh trai đang đi bộ đội tại đây. Trên đường từ Bình Định về nhà thì ba mẹ con gặp nạn.